Chạy cái bản tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Elblade 105 phiên bản kỷ niệm 10 năm với mức giá bán 41,6 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại, Honda Elblade phiên bản kỷ niệm 10 năm đã có mặt tại một số đại lý ủy nhiệm của Honda. Tuy nhiên, theo thông báo từ trước đó, từ ngày 26 tháng 2, xe mới chính thức được bán ra. Vẫn giữ thiết kế tương tự như phiên bản từng giới thiệu vào năm 2005. Elblade 100 phiên bản mới ra mắt cách đây là không lâu và được Honda thay phiên bản thể thao thành tiêu chuẩn, thêm cái màu sắc và thay tem xe mới. Trong khi đó, phiên bản cao cấp có đôi chút thay đổi về cái màu, với màu đỏ, xanh và đen. Đặc biệt, nhằm kỷ niệm 10 năm mẫu xe này được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, Honda quyết định nâng cấp phiên bản Black Edition thành phiên bản kỷ niệm 10 năm với tem mới, với logo riêng của phiên bản đặc biệt. Tuy nhiên, cái điểm nhấn đáng chú ý hơn cả trên phiên bản mới chính là việc xe được trang bị bổ sung thêm chìa khóa thông minh Smart Key, thay thế cho khóa cơ trước đó. Cái chìa khóa này có hai chức năng: mở và tắt xe từ xa, xác định được vị trí, tương tự với những chiếc Leader mới. Và loại chìa khóa này không có tính năng chống trộm như chiếc xe là BZ, SH Mode hay là SH. Ở điểm hiện tại, các đại lý ủy nhiệm của Honda vẫn tiếp tục bài bán phiên bản cũ của dòng Elblade 105, mức giá không hề giảm mà vẫn chênh lệch với mức giá niêm yết từ 2 đến 3 triệu đồng. Theo ghi nhận trực tiếp tại cửa hàng, nhiều khách hàng sau khi xem xe và được tư vấn đã quyết định mua phiên bản cũ thay vì chờ phiên bản mới từ các lý, hiện đang báo mức giá khi trang bị chìa khóa thông minh cao hơn nguyên bản cao cấp hiện tại là từ 2 đến 3 triệu đồng và cao mức giá niêm yết là 4 đến 5 triệu đồng. Như vậy, khi mua xe cũ, khách hàng vừa có được xe sử dụng ngay mà vừa tiết kiệm được một số tiền là không nhỏ. Khi mua xe, khách hàng được cung cấp là hai bộ phận chìa khóa. Về mặt thiết kế, phiên bản mới cũng như là phiên bản kỷ niệm 10 năm vẫn được dựa trên cái thế hệ hiện hành được giới thiệu vào cuối năm 2015. Và ở phiên bản kỷ niệm 10 năm được nâng cấp từ Black Edition trước đó, tuy nhiên đã được trang bị thêm cái bộ tem mới giống như những phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Cái sự khác biệt của phiên bản đắt và hiếm nhất chính là cái logo kỷ niệm 10 năm Honda Elblade được giới thiệu ở thị trường Việt Nam. Trên phiên bản kỷ niệm 10 năm này, bộ tem mới được sử dụng cái màu đỏ tương phản với cái màu sơn đen mờ. Logo gắn ở mặt nạ có kiểu dáng thiết kế ấn tượng hơn phiên bản cũ. Hệ thống đèn pha vẫn sử dụng cái bóng đèn đôi dạng LED thiết kế góc cạnh. Tem mới màu đỏ cũng xuất hiện trên cái phần đầu xe với kiểu dáng tương tự trên mặt nạ. Những họa tiết cái màu đỏ tiếp tục xuất hiện ở yếm cũng như ở hai ốp bên thân. Cái dòng chữ Elblade có màu đỏ trên cái phiên bản Black Edition thời trước. Những đường chỉ mai nó bật cách yên trước và sau có cái màu đỏ nó bật. Hệ thống phuộc đôi với lò xo màu đỏ. Cùng với đó là cái cụm phanh gắn trên cái bánh trước được sơn cái màu đỏ nó bật. Ngoài ra, những chi tiết khác trên xe như cụm đèn hậu, ống xả đi kèm cái ốp bên ngoài được thiết kế góc cạnh, sơn vân giả carbon giống như phiên bản cũ. Cái cụm đồng hồ có chút khác biệt, thêm cái đèn báo chìa khóa. Lớp trước kích thước là 80/90, lớp sau 90/90, kết hợp cái vành ba chấu kép sơn đen kích thước 14 inch. Trọng lượng xe 110kg và chiều cao yên 777mm. Cái ngăn chứa đồ phía dưới yên khá lớn và được chia làm hai tầng. Động cơ của mẫu xe tay ga này vẫn giữ nguyên là loại ESP 105 phân khối, phun xăng điện tử cho công suất là 8.4kW tại vòng tua 8.500 phút và mô men xoắn cực đại 11.26 Nm tại 5.000 phút, dung tích bình xăng 4.4 lít, lốc máy thay từ màu đen thành màu bạc giống như phiên bản cao cấp. Với việc nâng cấp thêm chìa khóa thông minh mới, giá xe Elblade phiên bản cao cấp tăng từ 40 triệu đồng lên thành 40,6 triệu đồng. Phiên bản sơn tự tính tăng lên từ 41 triệu đồng lên thành 41,2 triệu đồng. Phiên bản kỷ niệm 10 năm cái màu đen nhám có mức giá bán cao nhất là 41,6 triệu đồng. Cảm ơn bạn, giúp này là clip, nhớ like, subscribe.